Ngày 14 tháng 9, lễ Si Tôn Thánh Giá. Hôm nay, chúng ta biểu lộ tình yêu mến và lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu qua việc Si Tôn Thánh Giá Chúa. Ngày xưa, thập giá là một trong các biểu tượng nhục nhã nhất. Hình khổ đóng đinh thập giá được dành cho những phạm nhân hết sức gian ác. Chúa Giêsu chấp nhận khổ hình thập giá là để giành lấy ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Và khổ hình ấy dĩ nhiên đi kèm với sự nhục nhã. Bằng vào cái chết trên thập giá, Đức Chúa Giêsu đã làm cho thập giá trở nên biểu tượng của vinh quang và sự sống bất diệt. Thập giá là biểu tượng thánh thiêng nhất của Kitô giáo. Khi thập giá có mang hình Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh, lúc ấy nó được coi là tượng chịu nạn hay thánh giá Chúa. Thánh giá trên bức tường trong phòng ngủ hay thánh giá mà chúng ta đeo quanh cổ của mình là những dấu hiệu nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu đã trả giá cho ơn cứu độ của từng người chúng ta. Trải qua nhiều thời kỳ, các Kitô hữu đạo hạnh đã cất giữ cùng bảo quản tốt những thánh tích của thánh giá Chúa. Hoàng đế Heraclito đã tìm lại được những mảnh gỗ từ cây thánh giá của Đức Chúa Giêsu hồi năm 629. Chẳng những ông và cả đoàn du khách hành hương đã tôn kính các thánh tích này, mà ông còn mời gọi tất cả mọi người trong miền ấy cùng tham gia với ông. Trước thời gian đó, các Kitô hữu cũng đã tôn kính và yêu quý tượng thánh giá này. Từ ngữ thánh giá cũng mang ý nghĩa những đau khổ xảy đến trên đường đời của ta. Khi ta biết chấp nhận những đau khổ này với lòng nhẫn nại và yêu mến, thì như Chúa Giêsu đã vác thập giá của Ngài, ta cũng trở nên những người vác thập giá như Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy suy nghĩ xem biểu tượng thập giá mang ý nghĩa gì đối với chúng ta là những người Kitô hữu. Hôm nay, chúng ta hãy ưa thích thưa lên với Chúa Giêsu lời nguyện tắt này: Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Tin mừng nét.